Ông ta nghĩ cháu mình không bảo vệ mộ và vinh quang của gia đình, khiến cho ông ta rất tức giận. Cuối cùng hai người giải tán. Ông ta vì muốn chứng minh bản thân quyết định đi làm dưa muối. Cách làm đơn giản nhất lại có thể tạo ra được hương vị ngon nhất. Người đàn ông này đã bị ngâm trong thùng 100 năm rồi. Để chứng minh năng lực của mình, ông quyết định tự mình muối dưa. Nhưng người không có tiền như ông ta vốn dĩ không mua nổi dưa chuột ở siêu thị, chỉ có thể chạy tới thùng rác để tìm kiếm. Ông ta thành công tìm được hai bịch dưa chuột ở thùng rác và các loại linh kiện bị bỏ đi, thành công làm được một cái xe nhỏ. Ông nhặt những chiếc bình cũ bỏ đi, rửa sạch rồi bắt đầu làm dưa muối. Ông bỏ muối và dưa chuột vào trong bình, nhìn trời để đợi tới khi nước mưa rơi xuống lấp đầy bình. Tác phẩm của ông chắc chắn sẽ thành công. Ông trời không phụ lòng người, dưa muối mà ông làm được mọi người yêu thích đón nhận, rất nhanh đã nổi trên mạng, đến cả đài truyền hình cũng tới phỏng vấn. Sau khi cháu trai nhìn thấy thì không ngờ tới, bởi vì ông ta mà anh đã bị tạm giam, lại còn rùa áp của mình không thể bán được, còn trước ống kính khiêu chiến anh ta. Anh ta là người ngu xuẩn nhất, anh ta đương nhiên không thể chịu được. Xin chào, cục y tế sao? Tôi muốn khiếu nại. Nhân viên vệ sinh nhất nhanh tìm tới nơi, muốn ông dừng buôn bán ngay, còn muốn tịch thu mọi bình dưa, lại còn bắt ông phải nộp phạt. Mọi người bắt đầu dè bỉu và chê bai dưa chua của ông. Người cháu sau khi nhìn thấy thì cười đắc ý. Hai người khách cũ tìm tới ông ra cho ông vài chú ý có ích, nói ông hãy chọn một đội để các thực tập sinh tới làm việc cùng. Những thực tập sinh này không cần lương, chỉ cần có được kinh nghiệm làm việc. Đối với ông mà nói thì là một mũi tên trúng hai đích. Dưới sự chỉ dạy tận tình của ông, dưa chua đã có thể trở thành sản phẩm cao cấp. Từng bình dưa muối lại một lần nữa bán ra thị trường. Tất cả các thực tập sinh chủ động chạy tới đường lớn để bán dưa. Ông lại một lần nữa được mọi người công nhận. Ông cũng kiếm được đủ số tiền mình cần. Ông tháo quảng cáo trước mộ của vợ mình, ông kích động không thôi. Mà khi người cháu nhìn thấy, trên mạng đều là tin về dưa muối của ông mình. Thậm chí còn có nhà đầu tư tìm tới, anh ta lại càng khó chịu hơn. Đây là người đàn ông đã ở trong thùng dưa muối 100 năm rồi. Lại một lần nữa ông được sự công nhận của mọi người, thậm chí còn được đầu tư để thành lập công ty. Bọn họ thậm chí còn không muốn ông làm việc nữa, bởi vì ông rất nhanh sẽ vượt qua được bọn họ. Sau khi thành công, ông ta quay về nhà cháu. Nhưng cháu ông lại càng khó chịu. Anh ta giới thiệu chú Ether cho ông, bắt đầu dẫn dắt ông ta phát ngôn gây sốc trên mạng. Ông ta bị lừa nên rất tức giận, nắm chặt tay lại. Đối mặt với nụ cười bì ổi, lần này nhất định có thể xử lý được ông ta. Ông ta tìm tới một người trợ lý, giúp ông phát ngôn lời mình muốn nói trên chú Ether. Trợ lý cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cô vẫn run rẩy ấn xuống đăng bài lên. Mới sáng sớm khi tỉnh dậy, tất cả mọi người đều cùng nhau kháng nghị. Không sai, ông đã khiến cho mọi người kháng nghị. Trợ lý cũng không chịu được áp lực này, gia nhập vào hội kháng nghị luôn. Liên quan tới phát ngôn của ông, phóng viên tìm tới, cả thế giới tranh luận về sự đúng sai của lời phát ngôn. Không ngờ tới ông ta lại càng nổi. Ở một sân khấu có liên quan tới biện luận, anh cháu trai giả vờ là khán giả để đưa ra câu hỏi khó cho ông. Câu hỏi này là về Chúa Giê-xu. Anh ta biết ông sẽ trả lời câu hỏi này vô cùng tệ. Sau khi trả lời xong, quả nhiên ông đã bị cả nước khinh bỉ, ném đá. Người dân của cả nước còn biểu tình, thậm chí còn đòi bỏ công nhận thân phận của ông, hủy đi chứng minh thư của ông ta. Ông ta phá vỡ cửa kính, chạy tới nhà của anh cháu. Ông ta nghĩ cháu mình không bảo vệ mộ và vinh quang của gia đình, khiến cho ông ta rất tức giận. Cuối cùng hai người giải tán. Ông ta vì muốn chứng minh bản thân quyết định đi làm dưa muối. Cách làm đơn giản nhất lại có thể tạo ra được hương vị ngon nhất. Người đàn ông này đã bị ngâm trong thùng 100 năm rồi. Để chứng minh năng lực của mình, ông quyết định tự mình muối dưa. Nhưng người không có tiền như ông ta vốn dĩ không mua nổi dưa chuột ở siêu thị, chỉ có thể chạy tới thùng rác để tìm kiếm. Ông ta thành công tìm được hai bịch dưa chuột ở thùng rác và các loại linh kiện bị bỏ đi, thành công làm được một cái xe nhỏ. Ông nhặt những chiếc bình cũ bỏ đi, rửa sạch rồi bắt đầu làm dưa muối. Ông bỏ muối và dưa chuột vào trong bình, nhìn trời để đợi tới khi nước mưa rơi xuống lấp đầy bình. Tác phẩm của ông chắc chắn sẽ thành công. Ông trời không phụ lòng người, dưa muối mà ông làm được mọi người yêu thích đón nhận, rất nhanh đã nổi trên mạng, đến cả đài truyền hình cũng tới phỏng vấn. Sau khi cháu trai nhìn thấy thì không ngờ tới, bởi vì ông ta mà anh đã bị tạm giam, lại còn rùa áp của mình không thể bán được, còn trước ống kính khiêu chiến anh ta. Anh ta là người ngu xuẩn nhất, anh ta đương nhiên không thể chịu được. Xin chào, cục y tế sao? Tôi muốn khiếu nại. Nhân viên vệ sinh nhất nhanh tìm tới nơi, muốn ông dừng buôn bán ngay, còn muốn tịch thu mọi bình dưa, lại còn bắt ông phải nộp phạt. Mọi người bắt đầu dè bỉu và chê bai dưa chua của ông. Người cháu sau khi nhìn thấy thì cười đắc ý. Hai người khách cũ tìm tới ông ra cho ông vài chú ý có ích, nói ông hãy chọn một đội để các thực tập sinh tới làm việc cùng. Những thực tập sinh này không cần lương, chỉ cần có được kinh nghiệm làm việc. Đối với ông mà nói thì là một mũi tên trúng hai đích. Dưới sự chỉ dạy tận tình của ông, dưa chua đã có thể trở thành sản phẩm cao cấp. Từng bình dưa muối lại một lần nữa bán ra thị trường. Tất cả các thực tập sinh chủ động chạy tới đường lớn để bán dưa. Ông lại một lần nữa được mọi người công nhận. Ông cũng kiếm được đủ số tiền mình cần. Ông tháo quảng cáo trước mộ của vợ mình, ông kích động không thôi. Mà khi người cháu nhìn thấy, trên mạng đều là tin về dưa muối của ông mình. Thậm chí còn có nhà đầu tư tìm tới, anh ta lại càng khó chịu hơn. Đây là người đàn ông đã ở trong thùng dưa muối 100 năm rồi. Lại một lần nữa ông được sự công nhận của mọi người, thậm chí còn được đầu tư để thành lập công ty. Bọn họ thậm chí còn không muốn ông làm việc nữa, bởi vì ông rất nhanh sẽ vượt qua được bọn họ.
Sau khi thành công, ông ta quay về nhà cháu. Nhưng cháu ông lại càng khó chịu. Anh ta giới thiệu chú Ictor cho ông, bắt đầu dẫn dắt ông ta phát ngôn gây sốc trên mạng. Ông ta bị lừa nên rất tức giận, nắm chặt tay lại. Đối mặt với nụ cười bì ổi, lần này nhất định có thể xử lý được ông ta. Ông ta tìm tới một người trợ lý giúp ông phát ngôn lời mình muốn nói trên chú Ictor. Trợ lý cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cô vẫn run rẩy ấn xuống đăng bài lên. Mới sáng sớm khi tỉnh dậy, tất cả mọi người đều cùng nhau kháng nghị. Không sai, ông đã khiến cho mọi người kháng nghị. Trợ lý cũng không chịu được áp lực này, gia nhập vào hội kháng nghị luôn. Liên quan tới phát ngôn của ông, phóng viên tìm tới, cả thế giới tranh luận về sự đúng sai của lời phát ngôn. Không ngờ tới ông ta lại càng nổi. Ở một sân khấu có liên quan tới biện luận, anh cháu trai giả vờ là khán giả để đưa ra câu hỏi khó cho ông. Câu hỏi này là về Chúa Giê-xu. Anh ta biết ông sẽ trả lời câu hỏi này vô cùng tệ. Sau khi trả lời xong, quả nhiên ông đã bị cả nước khinh bỉ, ném đá. Người dân của cả nước còn biểu tình, thậm chí còn đòi bỏ công nhận thân phận của ông, hủy đi chứng minh thư của ông ta. Ông ta phá vỡ cửa kính, chạy tới nhà của anh cháu. Ông ta nghĩ cháu mình không bảo vệ mộ và vinh quang của gia đình, khiến cho ông ta rất tức giận. Cuối cùng hai người giải tán. Ông ta vì muốn chứng minh bản thân quyết định đi làm dưa muối. Cách làm đơn giản nhất lại có thể tạo ra được hương vị ngon nhất. Người đàn ông này đã bị ngâm trong thùng 100 năm rồi. Để chứng minh năng lực của mình, ông quyết định tự mình muối dưa. Nhưng người không có tiền như ông ta vốn dĩ không mua nổi dưa chuột ở siêu thị, chỉ có thể chạy tới thùng rác để tìm kiếm. Ông ta thành công tìm được hai bịch dưa chuột ở thùng rác và các loại linh kiện bị bỏ đi, thành công làm được một cái xe nhỏ. Ông nhặt những chiếc bình cũ bỏ đi, rửa sạch rồi bắt đầu làm dưa muối. Ông bỏ muối và dưa chuột vào trong bình, nhìn trời để đợi tới khi nước mưa rơi xuống lấp đầy bình. Tác phẩm của ông chắc chắn sẽ thành công. Ông trời không phụ lòng người, dưa muối mà ông làm được mọi người yêu thích đón nhận, rất nhanh đã nổi trên mạng, đến cả đài truyền hình cũng tới phỏng vấn. Sau khi cháu trai nhìn thấy thì không ngờ tới, bởi vì ông ta mà anh đã bị tạm giam, lại còn rùa áp của mình không thể bán được, còn trước ống kính khiêu chiến anh ta. Anh ta là người ngu xuẩn nhất, anh ta đương nhiên không thể chịu được. Xin chào, cục y tế sao? Tôi muốn khiếu nại. Nhân viên vệ sinh nhất nhanh tìm tới nơi, muốn ông dừng buôn bán ngay, còn muốn tịch thu mọi bình dưa, lại còn bắt ông phải nộp phạt. Mọi người bắt đầu dè bỉu và chê bai dưa chua của ông. Người cháu sau khi nhìn thấy thì cười đắc ý. Hai người khách cũ tìm tới ông ra cho ông vài chú ý có ích, nói ông hãy chọn một đội để các thực tập sinh tới làm việc cùng. Những thực tập sinh này không cần lương, chỉ cần có được kinh nghiệm làm việc, đối với ông mà nói thì là một mũi tên trúng hai đích. Dưới sự chỉ dạy tận tình của ông, dưa chua đã có thể trở thành sản phẩm cao cấp. Từng bình dưa muối lại một lần nữa bán ra thị trường. Tất cả các thực tập sinh chủ động chạy tới đường lớn để bán dưa. Ông lại một lần nữa được mọi người công nhận. Ông cũng kiếm được đủ số tiền mình cần. Ông tháo quảng cáo trước mộ của vợ mình. Ông kích động không thôi. Mà khi người cháu nhìn thấy, trên mạng đều là tin về dưa muối của ông mình. Thậm chí còn có nhà đầu tư tìm tới. Anh ta lại càng khó chịu hơn. Đây là người đàn ông đã ở trong thùng dưa muối 100 năm rồi. Lại một lần nữa ông được sự công nhận của mọi người. Thậm chí còn được đầu tư để thành lập công ty. Bọn họ thậm chí còn không muốn ông làm việc nữa, bởi vì ông rất nhanh sẽ vượt qua được bọn họ. Sau khi thành công, ông ta quay về nhà cháu. Nhưng cháu ông lại càng khó chịu. Anh ta giới thiệu chú Ictor cho ông, bắt đầu dẫn dắt ông ta phát ngôn gây sốc trên mạng. Ông ta bị lừa nên rất tức giận, nắm chặt tay lại. Đối mặt với nụ cười bì ổi, lần này nhất định có thể xử lý được ông ta. Ông ta tìm tới một người trợ lý giúp ông phát ngôn lời mình muốn nói trên chú Ictor. Trợ lý cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cô vẫn run rẩy ấn xuống đăng bài lên. Mới sáng sớm khi tỉnh dậy, tất cả mọi người đều cùng nhau kháng nghị. Không sai, ông đã khiến cho mọi người kháng nghị. Trợ lý cũng không chịu được áp lực này, gia nhập vào hội kháng nghị luôn. Liên quan tới phát ngôn của ông, phóng viên tìm tới, cả thế giới tranh luận về sự đúng sai của lời phát ngôn. Không ngờ tới ông ta lại càng nổi. Ở một sân khấu có liên quan tới biện luận, anh cháu trai giả vờ là khán giả để đưa ra câu hỏi khó cho ông. Câu hỏi này là về Chúa Giê-xu. Anh ta biết ông sẽ trả lời câu hỏi này vô cùng tệ. Sau khi trả lời xong, quả nhiên ông đã bị cả nước khinh bỉ, ném đá. Người dân của cả nước còn biểu tình, thậm chí còn đòi bỏ công nhận thân phận của ông, hủy đi chứng minh thư của ông ta. Ông ta phá vỡ cửa kính, chạy tới nhà của anh cháu. Ông ta nghĩ cháu mình không bảo vệ mộ và vinh quang của gia đình, khiến cho ông ta rất tức giận. Cuối cùng hai người giải tán. Ông ta vì muốn chứng minh bản thân quyết định đi làm dưa muối. Cách làm đơn giản nhất lại có thể tạo ra được hương vị ngon nhất. Người đàn ông này đã bị ngâm trong thùng 100 năm rồi. Để chứng minh năng lực của mình, ông quyết định tự mình muối dưa. Nhưng người không có tiền như ông ta vốn dĩ không mua nổi dưa chuột ở siêu thị, chỉ có thể chạy tới thùng rác để tìm kiếm. Ông ta thành công tìm được hai bịch dưa chuột ở thùng rác và các loại linh kiện bị bỏ đi, thành công làm được một cái xe nhỏ. Ông nhặt những chiếc bình cũ bỏ đi, rửa sạch rồi bắt đầu làm dưa muối. Ông bỏ muối và dưa chuột vào trong bình, nhìn trời để đợi tới khi nước mưa rơi xuống lấp đầy bình. Tác phẩm của ông chắc chắn sẽ thành công. Ông trời không phụ lòng người, dưa muối mà ông làm được mọi người yêu thích đón nhận, rất nhanh đã nổi trên mạng, đến cả đài truyền hình cũng tới phỏng vấn. Sau khi cháu trai nhìn thấy thì không ngờ tới, bởi vì ông ta mà anh đã bị tạm giam, lại còn rùa áp của mình không thể bán được, còn trước ống kính khiêu chiến anh ta. Anh ta là người ngu xuẩn nhất, anh ta đương nhiên không thể chịu được. Xin chào, cục y tế sao? Tôi muốn khiếu nại.
nhân viên vệ sinh nhất nhanh tìm tới nơi, muốn ông dừng buôn bán ngay, còn muốn tịch thu mọi bình dưa, lại còn bắt ông phải nộp phạt. Mọi người bắt đầu dè bỉu và chê bai dưa chua của ông. Người cháu sau khi nhìn thấy thì cười đắc ý. Hai người khách cũ tìm tới ông ra cho ông vài chú ý có ích, nói ông hãy chọn một đội để các thực tập sinh tới làm việc cùng. Những thực tập sinh này không cần lương, chỉ cần có được kinh nghiệm làm việc, đối với ông mà nói thì là một mũi tên trúng hai đích. Dưới sự chỉ dạy tận tình của ông, dưa chua đã có thể trở thành sản phẩm cao cấp. Từng bình dưa muối lại một lần nữa bán ra thị trường. Tất cả các thực tập sinh chủ động chạy tới đường lớn để bán dưa. Ông lại một lần nữa được mọi người công nhận. Ông cũng kiếm được đủ số tiền mình cần. Ông tháo quảng cáo trước mộ của vợ mình. Ông kích động không thôi. Mà khi người cháu nhìn thấy, trên mạng đều là tin về dưa muối của ông mình. Thậm chí còn có nhà đầu tư tìm tới. Anh ta lại càng khó chịu hơn. Đây là người đàn ông đã ở trong thùng dưa muối 100 năm rồi. Lại một lần nữa ông được sự công nhận của mọi người. Thậm chí còn được đầu tư để thành lập công ty. Bọn họ thậm chí còn không muốn ông làm việc nữa, bởi vì ông rất nhanh sẽ vượt qua được bọn họ. Sau khi thành công, ông ta quay về nhà cháu. Nhưng cháu ông lại càng khó chịu. Anh ta giới thiệu chú Ít Tơ cho ông, bắt đầu dẫn dắt ông ta phát ngôn gây sốc trên mạng. Ông ta bị lừa nên rất tức giận, nắm chặt tay lại. Đối mặt với nụ cười bì ổi, lần này nhất định có thể xử lý được ông ta. Ông ta tìm tới một người trợ lý, giúp ông phát ngôn lời mình muốn nói trên chú Ít Tơ. Trợ lý cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cô vẫn run rẩy ấn xuống đăng bài lên. Mới sáng sớm khi tỉnh dậy, tất cả mọi người đều cùng nhau kháng nghị. Không sai, ông đã khiến cho mọi người kháng nghị. Trợ lý cũng không chịu được áp lực này, gia nhập vào hội kháng nghị luôn. Liên quan tới phát ngôn của ông, phóng viên tìm tới, cả thế giới tranh luận về sự đúng sai của lời phát ngôn. Không ngờ tới ông ta lại càng nổi. Ở một sân khấu có liên quan tới biện luận, anh cháu trai giả vờ là khán giả để đưa ra câu hỏi khó cho ông. Câu hỏi này là về Chúa Giê-xu. Anh ta biết ông sẽ trả lời câu hỏi này vô cùng tệ. Sau khi trả lời xong, quả nhiên ông đã bị cả nước khinh bỉ, ném đá. Người dân của cả nước còn biểu tình, thậm chí còn đòi bỏ công nhận thân phận của ông, hủy đi chứng minh thư của ông ta. Ông ta phá vỡ cửa kính, chạy tới nhà của anh cháu,